Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua bên cạnh thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón cũng đang trên đà tăng giá, khiến chi phí đầu tư sản xuất tăng cao, làm nông dân gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Qua khảo sát thị trường, giá phân bón đã tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là giá phân DAP, ure và kali. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến giá nguyên liệu sản xuất phân bón trên thế giới tăng mạnh, cước phí vận chuyển tăng từ 3 đến 5 lần, đội giá các mặt hàng phân bón. Cụ thể, giá phân bón tổng hợp NPK của các công ty đã tăng khoảng 15%, phân bón ure có tỷ lệ tăng cao nhất từ 40 đến 50%. Tại thị trường Yên Bái, 6 tháng đầu năm, các công ty đại lý cửa hàng đã cung ứng trên 30.000 tấn phân bón các loại. Hiện tại, đạm ure có giá 10.500 đồng một kg, NPK có giá 4.600 đồng một kg, NPK hàm lượng cao lâm thao giá bán 11.500 đồng một kg, phân vi sinh giá 3.200 đồng một kg. Việc giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, trong đó có phân bón, khiến việc sản xuất của bà con nông dân bị ảnh hưởng. Sản phẩm làm ra thì giá thành lại được thấp, mà giá cả phân bón thì nó là tăng cao, nên nó cũng ảnh hưởng đến đời sống vật chất của gia đình tôi nói riêng và toàn bộ các hộ gia đình nói chung. Là đại lý cấp 1 của các công ty phân bón lớn, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân cung cấp 70% lượng phân bón cho thị trường tỉnh Yên Bái. Trung bình mỗi năm xuất bán từ 25 đến 30.000 tấn NPK và 15.000 tấn đạm ure. Riêng 6 tháng đầu năm, công ty đã cung cấp khoảng 20.000 tấn phân bón các loại cho thị trường Yên Bái. Mặc dù chịu tác động chung của việc tăng giá từ các nhà máy, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân đã dự trữ đủ nguồn hàng để cung cấp cho nông dân trên địa bàn tỉnh với khoảng 5.000 tấn, đảm bảo cho sản xuất vụ hè thu và vụ mùa. Vâng, đối với thị trường phân bón thì tính từ đầu năm cho đến bây giờ thì nó cũng tăng làm 3 mức. Quý 1 thì nó tăng khoảng 10% và đến thời điểm bây giờ là tăng khoảng 15%. Đối với cái phân bón để phục vụ cho tỉnh nhà, công ty Thủy Ngân đã cung ứng khoảng 70% cho tỉnh. Chúng tôi đã chuẩn bị cái lượng phân bón đến hết tháng 12 năm 2020 là cho đủ toàn bộ cái vụ đông xuân vừa rồi. Còn tới đây là cái vụ cuối năm, vụ chính bây giờ và vụ đông chúng tôi cũng đã tích trữ đầy đủ. Do vậy, cái giá phân bón trên tỉnh Yên Bái hầu như là cũng không tăng mạnh mà không thiếu phân bón. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 384 doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh phân bón. Bên cạnh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân, một số doanh nghiệp chiếm thị phần lớn là đại lý cấp 1 cung ứng phân bón chủ yếu trên địa bàn như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Khánh Bằng, công ty cổ phần thương mại dịch vụ vật tư nông nghiệp Yên Bái. Mặc dù giá phân bón trong những tháng đầu năm 2021 tăng cao, nhiều địa phương trong cả nước xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, song các công ty đại lý kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã nhập dự trữ các sản phẩm phân bón từ các công ty sản xuất lớn trong cả nước, đảm bảo cung ứng khoảng 30.000 tấn phân bón các loại cho nông dân sản xuất vụ hè thu và vụ đông xuân năm 2021-2022. Nói chung là trong thời gian vừa qua thì cái mặt hàng phân bón thì nó giá cả là tăng biến động rất là lớn, cũng ảnh hưởng một chút đến sức mua của bà con, nhưng mà tuy nhiên là cái vì bây giờ là bà con nông dân cũng biết thâm canh nên là vẫn đầu tư phân bón để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về phía công ty thì chúng tôi vẫn đã vẫn cố gắng tìm các nguồn hàng để tập trung cung ứng đầy đủ cho bà con nông dân để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tỉnh. Thời gian tới, các nguyên liệu đầu vào đều tăng giá và thị trường trong nước lệ thuộc tới hơn 50% nguồn cung từ nhập khẩu, thì giá các mặt hàng phân bón còn diễn biến khó lường. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo nông dân căn cứ vào tính chất cây trồng mùa vụ để sử dụng phân bón tiết kiệm hợp lý theo nguyên tắc 4 đúng và khuyến khích nông dân sử dụng phân bón hữu cơ để có sản phẩm an toàn, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái đất. Sẽ tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra đối với lại các mặt hàng vật tư nông nghiệp, trong đó có phân bón. Thì trước hết thì là ngăn chặn cái tình trạng mà sản xuất là tiêu thụ cái hàng giả, hàng kém chất lượng, làm giảm cái thiệt hại cho bà con nông dân, khuyến cáo bà con nông dân là sử dụng phân bón là hợp lý, đúng cái thời điểm mà thích hợp cho cây trồng, thì cũng đề nghị là có cái chính sách là điều tiết quản lý rồi là hỗ trợ cho các địa phương, rồi do các doanh nghiệp, các bà con nông dân, và cái chính sách này thì nó sẽ từ trung ương đến địa phương để làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Vì vậy, nông dân cần đẩy mạnh quy trình sản xuất tiên tiến, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, nhất là trong điều kiện vật tư tăng.
Ngoài ra, các địa phương nên tăng cường hỗ trợ nông dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác và sản xuất theo hướng hàng hóa để kết nối với doanh nghiệp sản xuất phân bón, các nhà cung cấp vật tư có uy tín nhằm mua phân bón với giá gốc, tránh các chi phí trung gian.